Chào mừng quý vị đã đến với bản tin FBC tối nay. Trước hết sẽ là phần đầu với những nội dung đáng chú ý sau đây. 86% lao động ngành dệt may da dày có nguy cơ mất việc vì tự động hóa. Bộ Công Thương quyết định bãi bỏ đơn giản hóa hơn 100 thủ tục hành chính. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Hiệp hội Lương thực Việt Nam muốn giảm hơn 60% lượng gạo xuất khẩu hàng năm. Thưa quý vị, tại hội thảo định hướng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam diễn ra vào hôm qua, 13 tháng 12, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng, trong những năm tới đây, Việt Nam chỉ cần xuất khẩu mỗi năm khoảng 2 đến 3 triệu tấn gạo thay vì 7 đến 8 triệu tấn như hiện nay. Chủ tịch VFA, ông Huỳnh Thế Năng giải thích con số 2 đến 3 triệu tấn gạo xuất khẩu hàng năm mà ông đưa ra là căn cứ trên những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tương lai. Hiện tại, khoảng 70% lượng gạo xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam được bán tại thị trường châu Á, trong đó thị trường lớn nhất là Trung Quốc, tiếp đến là các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, hiện xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ những thị trường này đang chậm lại. Riêng năm 2015, lượng gạo xuất đi các thị trường trong ASEAN giảm 90% so với năm trước. Trung Quốc tuy là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, nhưng với những chính sách về kiểm dịch mới được đưa ra, thì đây không còn là thị trường dễ tính. Mặt khác, yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vốn sản xuất 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đang gây ra nhiều thách thức không lường trước được. Vì thế, ông Năng cho rằng Việt Nam cần giảm lượng lúa xuất khẩu xuống bằng cách trồng các giống lúa chất lượng cao, thay vì chỉ tập trung vào những giống lúa ngắn ngày năng suất cao nhưng chất lượng thấp. Cùng với đó là chuyển đổi một số diện tích sang trồng hoa màu khác để giúp người nông dân nâng cao thu nhập, thay vì chỉ trồng mỗi cây lúa như lâu này. Nhằm tạo thuận lợi giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quyết định chính thức bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục thuộc lĩnh vực công thương. Nổi bật trong 15 thủ tục hành chính được bãi bỏ có lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất và nhập khẩu, cụ thể theo quy định mới, Bộ Công Thương đã bãi bỏ việc cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép, cấp quy định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép, còn trong lĩnh vực hóa chất, Bộ tiến hành bãi bỏ quy định xác nhận khai báo hóa chất sản xuất và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu gạo. Bên cạnh đó, nhiều thủ tục được đơn giản hóa như các trường hợp phải xin cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã triển khai các giảm một số thủ tục hành chính như bãi bỏ việc kiểm tra phọc man hít và amin thơm đối với hàng dệt may, sửa đổi danh mục sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn, thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng, v.v. Thưa quý vị, Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa đưa ra dự báo, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm nay sẽ đạt mức 28,5 tỷ đô la Mỹ, đạt 92% kế hoạch xuất khẩu trong năm nay. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thị trường xuất khẩu chính hàng dệt may của Việt Nam trong năm nay vẫn là Trung Quốc với hơn 50% tổng lượng xuất khẩu. Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 ước đạt 11,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với năm 2015. Các thị trường xuất khẩu lớn khác của dịch may Việt Nam là EU, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Nga và Canada. Hiện Việt Nam đứng trong top 5 các nước xuất khẩu dịch may lớn trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng 17,5% một năm. Cả nước có gần 6.000 doanh nghiệp dịch may với khoảng 2,5 triệu lao động. Trong năm 2016, dù gặp phải rất nhiều khó khăn về đầu ra, nhưng kim ngạch xuất khẩu của dệt may dự kiến vẫn đạt khoảng 28,5 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn dự kiến khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. So với kế hoạch đề ra thì ngành dệt may đạt khoảng 92% kế hoạch trong năm nay. Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, khoảng 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may da dày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa. Trong khi đó, 3 phần tư lao động làm công ăn lương trong ngành sản phẩm điện điện tử có thể sẽ bị thay thế bởi robot. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, ASEAN trong đó có Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi, công nghệ đang thay đổi nhu cầu việc làm và sự phát triển của các ngành nghề kinh doanh. Việt Nam hiện chưa phải đối mặt với những tác động của công nghệ tự động hóa và cuộc cách mạng robot, bởi giá lao động vẫn còn cạnh tranh và chi phí đầu tư công nghệ tương đối đắt đỏ. Nhưng những sáng kiến như tự động hóa bằng robot đã bắt đầu thâm nhập vào các ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có dịch may da dày. Ước tính 86% người lao động Việt Nam trong ngành dịch may da dày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa trong khi đó ba phần tư lao động trong lĩnh vực điện điện tử có thể bị thay thế bởi robot các chuyên gia cho rằng để giải quyết số lao động vô dư như dự báo trong ngành dịch may da dày dưới áp lực của khoa học công nghệ thời gian tới nhà nước cần có chính sách thúc đẩy phát triển các nhóm ngành việt nam có lợi thế như nông nghiệp dịch vụ du lịch v v để thu hút lao động nhưng trước mắt việt nam cần cải thiện các kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động để đón đầu những xu hướng thay đổi trong tương lai Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức cung cấp thông tin định kỳ về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế trong năm sau được dự kiến không đổi so với hiện tại. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 11 năm nay, cả nước có hơn 75,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100,6% kế hoạch. Trong đó, số nợ bảo hiểm là hơn 13.000 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 phải tổ chức thanh tra chuyên ngành về việc đóng các loại bảo hiểm, xứ phạt doanh nghiệp có thời gian nợ bảo hiểm hơn 3 tháng và khởi kiện ra tòa án các doanh nghiệp có thời gian nợ bảo hiểm hơn 6 tháng. Cũng trong thông báo này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến mức đóng bảo hiểm y tế năm 2017 sẽ giữ nguyên theo quy định hiện hành. Đến với chương mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn chuyển đến quý vị con số 9 tấn. Đây là lượng túi ni lông được hệ thống bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh sử dụng mỗi ngày cho hoạt động kinh doanh theo số liệu của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết số túi ni lông sử dụng là ni lông khó phân hủy, trong đó có đến 80% khối lượng túi ni lông được sử dụng tại mạng lưới chợ truyền thống do các tiểu thương sử dụng để bao gói sản phẩm khi bán lẻ cho người tiêu dùng. Theo đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, với lượng túi lớn như vậy, nếu sau quá trình sử dụng mà không được thu gom xử lý đúng cách sẽ gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và môi trường sống. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương đã kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức các cuộc tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ túi ni lông khó phân hủy đến nay vẫn chưa có nhiều biến chuyển. Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến khó kéo giảm tỷ lệ sử dụng túi ni lông khó phân hủy, theo lý giải của bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh nhận thức của người dân còn có rào cản về giá rẻ theo đó giá thành sản xuất các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường thường cao hơn nhiều so với giá thành của các loại túi ni lông thông thường do đó các loại túi ni lông khó phân hủy đã trở thành giải pháp duy nhất để bao gói sản phẩm bán lẻ của các tiểu thương ở chợ truyền thống thì họ sử dụng như vậy thì cái giá thành uh, cho tức là một cái chi phí để mà cộng vô cái giá thành hàng hóa nó không cao À, còn lại cái túi mà ni lông mà thân thiện á, thì cái giá thành nó sẽ cao hơn cho nên là họ vẫn chưa chấp nhận cái vấn đề này để kéo giảm tỷ lệ sử dụng túi ni lông khó phân hủy bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân, hiện Sở Công Thương đã yêu cầu các kênh phân phối truyền thống như các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi sử dụng các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường trong bán hàng. Sắp tới đây, Sở này còn định hướng nhân rộng mô hình ra với các chợ truyền thống nơi tiêu thụ phần lớn các sản phẩm túi ni lông hiện nay. Mình là tạo điều kiện để cho các cái đơn vị mà doanh nghiệp họ sản xuất các cái bao bì á, họ được á là giới thiệu cái sản phẩm túi ni lông thân thiện à, cho cái hệ thống phân phối truyền thống à, và như vậy á là các cái ban quản lý chợ à, dưới sự chỉ đạo của phòng kinh tế cũng như là của ủy ban dân các quận quyền à, sẽ có có cái yêu cầu các cái ban quản lý chợ là à, phân triển khai xuống tận đến người tiểu thương bởi vì chính người tiểu thương hiện nay là cái người mà sử dụng túi ni lông là nhiều nhất trong cái việc bao bọc các cái hàng hóa sản phẩm và tiếp theo sau quang Vinh xin mời quý vị cập nhật những tin tức đáng chú ý của châu Á Đài Loan kỳ vọng nhiều thay đổi trong quan hệ ngoại giao với Mỹ Singapore và Malaysia đấu thầu quốc tế xây đường sắt cao tốc xuyên biên giới